Sáng nay ngày 4 tháng 1, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dự và đồng chủ trì hội nghị. Năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đã phục hồi và tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tăng hơn 9% so với năm 2021, gấp đôi kế hoạch đã đặt ra trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng hơn 8%. Trên lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa hết đạt doanh thu trên 66.000 tỷ đồng, tăng gần 4% so với kế hoạch và tăng gần 16% so với năm 2021. Xuất khẩu hàng hóa của thành phố đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm 2021. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, toàn ngành công thương tiếp tục các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng, Phấn đấu tăng chỉ số IIP so với năm 2022 ở mức từ 5 đến 6%, xuất khẩu hàng hóa tăng từ 6 đến 7%, hàng hóa nhập khẩu tăng từ 3 đến 4% và thương mại nội địa tăng từ 8 đến 9%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành công thương bám sát chủ đề năm 2023 năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, ngành tập trung các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, đưa tỉ trọng đóng góp vào GRDP vượt 30%, đảm bảo mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh yêu cầu Sở Công Thương quan tâm đến các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành khu thương mại phi tiêu quan, các trung tâm thương mại bán buôn dịch vụ logistics, giải quyết các khó khăn của ngành điện, xăng dầu, v.v.